lực lượng vũ trang Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng di động Kornet ATGM tấn công chính xác vào xe bọc thép của Ukraine. Ukraine nói chặn 10 cuộc tấn công của Nga ở tàn mạn sông Donetsk, thừa nhận thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không. Trong khi đó, Moscow nói loại gần 900 lính Kiev trong ngày, khẳng định không có tiến triển trong hòa đàm. Tại Liên Hợp Quốc, đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Nga đã chỉ trích lẫn nhau liên quan tới nghi vấn trước đó của Washington rằng Moscow có thể đã dùng tên lửa Triều Tiên tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong khi Kiev đề xuất công thức hòa bình. Tại cuộc họp hội đồng NATO-Ukraine ở Brussels, NATO tuyên bố viện trợ hàng tỷ euro về sự hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo lớn cho Ukraine vào năm 2024. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Khoảnh khắc tên lửa chống tăng Kornet Nga phá hủy xe bọc thép của Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại cảnh quân Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng di động Kornet ATGM phá hủy phương tiện chiến đấu bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, đơn vị lính dù Nga phóng tên lửa chống tăng di động Kornet ATGM và phá hủy xe chiến đấu bộ binh của Ukraine do phương Tây sản xuất gần Atomsk. Hệ thống Kornet có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 5.500m, với đầu đạn có thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng dày khoảng 1.200mm. Kornet được mệnh danh là vũ khí đáng sợ nhất của thợ săn xe tăng Nga. Kornet được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, bao gồm cả những xe được trang bị giáp phản ứng nổ, ERA, công sự, quân sự cố thủ cũng như các mục tiêu quy mô nhỏ. Hệ thống Kornet có thể được trang bị cho nhiều loại xe bánh xích, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh PMP-3, đồng thời hoạt động như một hệ thống di động độc lập. Đạn tên lửa Kornet có trọng lượng 27kg, chiều dài 1,2m, đường kính thân 152mm và sải cánh 460mm. Nga tấn công mạnh loạt tỉnh Đông Nam, nói loại gần 900 lính Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khi Ukraine nói chặn 10 cuộc tấn công của Nga ở tả ngạn sông Donetsk, thừa nhận thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không. Trong khi đó, Moscow nói loại gần 900 lính Kiev trong ngày, khẳng định không có tiến triển trong hòa đàm. Trong bản cập nhật chiến sự tối ngày 10 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày qua lực lượng nước này đã chặn 39 cuộc tấn công của Nga ở các hướng, thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, tỉnh Donetsk và thành phố Raporizhia thuộc tỉnh Raporizhia. Lực lượng Ukraine cũng chặn 10 cuộc tấn công của đối phương ở tả ngạn bờ đông sông Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 10 tháng 1 xảy ra 42 cuộc giao tranh trên khắp tiền tuyến, thừa nhận tình hình chiến dịch ở phía đông và nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Trong ngày, lực lượng không quân Ukraine mở 7 cuộc tấn công vào các cứ điểm và đánh chặn một tên lửa dẫn đường KH-59 của Nga. Ngày qua, Nga pháo kích một số khu dân cư của Ukraine, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, theo Ukrinform. Cùng ngày, Nga pháo kích vào một nơi khai thác than ở thành phố Minorat thuộc tỉnh Donetsk, khiến một người dân thiệt mạng và một tòa nhà bị hư hại. Moscow cũng tấn công vào tỉnh Kharkov, phá hủy một tòa nhà khiến một ô tô bốc cháy trong bãi đậu xe và rất có thể có thương vong. Còn trong bản cập nhật chiến sự ngày 10 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở đợt tấn công lớn ở tỉnh Donetsk, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 640 lính Ukraine, theo hãng thông tấn TASS. Cụ thể, Nga tấn công quân Ukraine ở gần các khu vực Krasnoye, Bogdanovka, Andriyevka, Kletcheyevka và Kudimovka thuộc Donetsk, khiến tổng cộng 280 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, phá hủy 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 3 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 15 xe cơ giới. Ở gần làng Baraskovievka, phía nam tỉnh này, Nga tấn công Ukraine khiến Ukraine mất hơn 170 lính, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 ô tô, cùng nhiều trang thiết bị khác. Riêng tại thành phố Liman thuộc tỉnh Donetsk, Nga tấn công quân Ukraine khiến tổng cộng 190 lính thiệt mạng và bị thương, phá hủy 2 xe bọc thép và 2 xe cơ giới. Ở tỉnh Zaporizhia, Nga chặn một cuộc tấn công của Ukraine gần làng Rapotino khiến Ukraine mất 40 lính. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, Nga chặn 4 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 145 lính, một số xe cơ giới và hệ thống lựu pháo. Ở tỉnh Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 50 lính và hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.
Trong ngày, hệ thống phòng không Nga chặn 3 quả rocket của hệ thống phản pháo lực cơ động cao HIMARS và Uragan, bắn hạ 34 máy bay không người lái của Ukraine. Hàn Quốc nói Ukraine thành bãi thử cho tên lửa Triều Tiên, Nga phản pháo. Mới đây tại Liên Hợp Quốc, đại diện Mỹ, Hàn Quốc, Nga đã chỉ trích lẫn nhau liên quan tới nghi vấn trước đó của Washington rằng Moscow có thể đã dùng tên lửa Triều Tiên tại Ukraine. Reuters đưa tin, Mỹ và đồng minh ngày 10 tháng 1 tiếp tục cáo buộc Nga bắn tên lửa mua từ Triều Tiên vào Ukraine. Mỹ chỉ trích Nga vì nghi vấn nói trên, trong khi Hàn Quốc cho rằng Ukraine đang trở thành bãi thử cho tên lửa của Triều Tiên. Cụ thể, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Wang Jun-kuk cho rằng Triều Tiên có thể đang thu về những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự về vũ khí do nước này sản xuất khi Nga được cho là đang sử dụng tên lửa Bình Nhưỡng ở Ukraine. Ông Hoa nghi ngờ Triều Tiên coi Ukraine như bãi thử cho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khi xuất khẩu vũ khí sang Nga. Theo nhà ngoại giao này, một số chuyên gia nhận định dòng tên lửa bị đưa vào tầm nghi vấn là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân. Mặt khác, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good và đại diện các nước đồng minh khác của Mỹ cáo buộc Nga đang vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Mỹ và 7 nước Anh, Pháp, Malta, Slovenia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraine cáo buộc Nga lợi dụng vị thế thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an liên quan tới nghi vấn mua và sử dụng tên lửa Triều Tiên. Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin rằng họ đã tiến hành bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào, nhưng năm ngoái họ cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác quân sự. Nga cũng khẳng định họ có đủ khả năng sản xuất vũ khí để sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đại sứ Nga Nebenzia cáo buộc việc các nước phương Tây triệu tập phiên họp của Hội đồng Bảo an là động thái tuyên truyền bài Nga. Ông Nebenzia nói, hôm nay, các thành viên phương Tây của Hội đồng Bảo an lặp lại thông tin rằng quân đội Nga đang sử dụng tên lửa từ Triều Tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời viện dẫn lời của một đại diện của không quân Ukraine trước đó nói họ chưa có bằng chứng cho nghi vấn nói trên. Ông Nebenzia cáo buộc, vì vậy Mỹ dường như đang lan truyền những thông tin sai trái mà không hề tốn công sức kiểm tra trước. Cuối tuần trước, người phát ngôn không quân Ukraine ông Yuri Inat cho biết lực lượng này không thể xác nhận thông tin về việc Nga có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo mua từ Triều Tiên. Ông cho biết, cho đến nay, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy những tên lửa như vậy, nghi do Triều Tiên sản xuất, đã được sử dụng. Ngoài ra, ông Inat cho biết, trong các vũ khí mà Triều Tiên sở hữu, có rất nhiều vũ khí từ thời Liên Xô, cũng như công nghệ mà Liên Xô chia sẻ cho Bình Nhưỡng. Ông nói, thậm chí các vũ khí có thể giống hệt nhau, vì vậy chúng ta khó có thể mong đợi thông tin gì mới. Tên lửa Iskander của Nga và Triều Tiên có thể khác nhau ở một số khía cạnh nhưng không quá nhiều. Ngày 6 tháng 1, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkov, Ukraine tung bằng chứng cho cáo buộc rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên. Người phát ngôn Văn phòng Công tố Kharkov Dmytro Chupenko cho biết, dựa vào các mảnh vỡ có thể thấy tên lửa này khác biệt về mặt hình ảnh và kỹ thuật so với các tên lửa mẫu của Nga. Đó là lý do vì sao chúng tôi nghiêng về giả thuyết đây có thể là tên lửa do Triều Tiên cung cấp, nhưng từ chối cung cấp mã định danh chính xác của tên lửa. Nga lên tiếng về tiến trình hòa bình với Ukraine. Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong khi Kiev đề xuất công thức hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 10 tháng 1 vẫn chưa có tiến triển trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào. Các tiến trình đang diễn ra rất khó khăn với công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Peskov nói thêm, một số quốc gia đang thảo luận về một công thức hòa bình nào đó mà không có sự tham gia của Nga, một tiến trình rất kỳ lạ nhưng không có gì nghiêm túc trong kế hoạch này. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, trên thực tế về mặt pháp lý, Kiev vẫn từ chối đàm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow. Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Nga trao trả lại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập, cũng như bán đảo Crimea. Tháng 10 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine, gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ những yêu cầu này và tuyên bố hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine trở thành quốc gia trung lập, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ từ Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng đã ký sắc lệnh không đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin. Moscow nhiều lần cáo buộc sắc lệnh này đã cản trở hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Mỹ và các đồng minh phương Tây liên tục viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra.
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phương Tây bắt đầu hụt hơi, khó đáp ứng yêu cầu viện trợ lâu dài cho Ukraine. Truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên cho hay, lãnh đạo Mỹ và châu Âu đang âm thầm trao đổi với phía Ukraine về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky hôm 10 tháng 1 cho biết Ukraine không chịu sức ép từ các đồng minh về việc ngừng xung đột với Nga. Ông Zelensky cho biết không có sức ép nào từ các đối tác về việc dừng các hoạt động phòng thủ của chúng tôi, chưa có sức ép nào có thể đóng băng xung đột. Ukraine cho đến nay vẫn tin rằng đóng băng xung đột sẽ giúp Nga có thời gian tập hợp thêm lực lượng để tiến hành một chiến dịch tấn công thậm chí lớn hơn nữa. Ông Zelensky thừa nhận Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong hệ thống phòng không hiện đại để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ông Zelensky tuyên bố sự không chắc chắn về hỗ trợ tài chính và quân sự của các đối tác dành cho Ukraine chỉ làm tăng thêm quyết tâm của Nga, vì vậy chúng ta không nên kéo dài quá trình này. NATO hứa bơm vũ khí nhiều hơn cho Ukraine trong năm 2024. Tại cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine ở Brussels ngày 10 tháng 1, NATO tuyên bố sẽ viện trợ hàng tỷ euro về sự hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo lớn cho Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine không đề cập đến thông tin cụ thể về việc NATO chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine và không nêu rõ số tiền Kiev sẽ nhận. Tuyên bố nêu, ngày 10 tháng 1, thành viên NATO nói rằng sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo lớn, và nhiều nước NATO đã vạch ra kế hoạch cung cấp thêm hàng tỷ euro cho Ukraine vào năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường Ukraine, trong đó có cả những loại vũ khí từ Triều Tiên và Iran. Ông Stoltenberg cho biết thêm, khi Moscow tăng cường tấn công vào các thành phố và dân thường của Ukraine, đồng minh NATO đang tăng cường phòng không cho Kiev. Trong chuyến thăm Litva mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Kiev phải tăng cường phòng không và bổ sung nguồn cấp đạn dược khi Nga tăng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm với Ukraine. Với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh kéo dài, Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm về mặt tài chính và quân sự. Ukraine đã hứng chịu pháo kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây và trả đũa bằng các cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga. Gói viện trợ của Liên minh châu Âu trị giá 50 tỷ euro, khoảng 55 tỷ đô la Mỹ, đã bị treo sau khi Hungary phủ quyết, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ về việc gửi viện trợ bổ sung cho Kiev. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao, đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều nước đang cân nhắc về việc tiếp tục bơm tiền, viện trợ quân sự để Kiev chống lại Moscow. Slovakia là một trong những nước thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đặt ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và cả các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Nhóm lính đánh thuê bị tiêu diệt có 2 người Colombia, 1 người Georgia và 1 người Mỹ. Có rất ít thông tin về địa điểm những người lính đánh thuê bị Nga hạ gục. Một trong 2 lính đánh thuê Colombia đến Ukraine vào mùa hè năm 2023. Người này là cựu quân nhân trong quân đội Colombia, thích chiến đấu hơn là sống cuộc sống dân sự. Người này bị quân đội Nga tiêu diệt vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, nhưng thông tin đến nay mới được xác nhận. Lính đánh thuê người Colombia còn lại đến Ukraine vào tháng 10 năm 2023 và bị quân đội Nga tiêu diệt vào tháng 11. Còn lính đánh thuê Georgia từ lâu đã đến Đức sinh sống, ủng hộ cựu Tổng thống Georgia Saakashvili và các hành động gây hấn chống lại Nga. Cuối cùng là lính đánh thuê người Mỹ từng phục vụ trong thủy quân lục chiến và đến Ukraine vào mùa hè năm 2022. Được biết, lính đánh thuê này bị hạ ở khu vực gần tả ngã sông Donetsk, hiện đang thực hiện hợp đồng năm thứ 2 với lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu bên phía lực lượng vũ trang Ukraine không có tư cách làm tù binh và sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, vào năm 2022, Nga vẫn đồng ý thả 3 lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có một người gốc Việt sau thời gian dài quản thúc. Báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ trên lãnh thổ khu vực Saratov phá hủy.
Nga đánh giá thành công của lực lượng vũ trang Ukraine là một nỗ lực tấn công khủng bố. Tỉnh trưởng Saratov Roman Busagin thông tin, vụ việc xảy ra trên bầu trời trên lãnh thổ vùng Angen. Ông cho biết không ai bị thương, không có hậu quả gì đối với cơ sở hạ tầng của các khu dân cư. Tất cả các cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Lực lượng vũ trang Ukraine gần đây thường xuyên pháo kích vào các vùng lãnh thổ biên giới của Nga, thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tiến hành phá hoại. Truyền thông Ukraine dẫn thông tin từ một blogger quân sự nổi tiếng cho biết một UAV phản lực tự sát Shahed-238 đã bị bắn rơi ở Ukraine. Một binh sĩ Ukraine cũng đăng tải trên tài khoản Telegram hình ảnh được cho là các mảnh vỡ của UAV Shahed-238. Trong số các mảnh vỡ có vật thể dường như là động cơ phản lực cỡ nhỏ dành cho UAV. Tuy nhiên, binh sĩ này không nêu rõ thời điểm và vị trí UAV này bị bắn rơi. Quân đội Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận. Mặc dù sự xuất hiện của UAV Shahed-238 ở Ukraine chưa được xác thực, UAV sát thủ Shahed-238 là phiên bản nâng cấp của Shahed-136, loại UAV sát thủ mà Nga được cho là sử dụng phổ biến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hiện nay có rất ít thông tin về Shahed-238, nhưng giới chuyên gia cho rằng UAV sát thủ này có tốc độ nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn so với các phiên bản tiền nhiệm Shahed-131 và Shahed-136 do được trang bị động cơ phản lực. Điều này đồng nghĩa với việc Shahed-238 khó bị phát hiện hơn. Hệ thống phòng không Ukraine sẽ có ít thời gian để phát hiện và bắn hạ trước khi nó tiếp cận mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các đơn vị tấn công của nhóm chiến đấu Yuk đang trải qua quá trình huấn luyện. Trong đoạn video về cuộc tập trận này, có thể thấy các quân nhân Nga đang mài giũa kỹ năng chiến đấu cận chiến, trải qua huấn luyện sử dụng vũ khí nhỏ mới, súng máy cỡ nòng lớn và súng phóng lựu cầm tay. Các cuộc diễn tập ưu tiên thiết lập sự gắn kết và liên lạc hiệu quả với bộ chỉ huy. Bộ Quốc phòng tiết lộ, các quân nhân được đào tạo nâng cao liên tục trên cơ sở luân phiên. Tất cả những người hướng dẫn đều có kinh nghiệm sâu rộng về các hoạt động chiến đấu trong khu vực, tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và trong các cuộc xung đột vũ trang khác. Ukraine thông báo cuộc trấn áp tham nhũng ở Bộ Quốc phòng nước này đã phát hiện ra hàng loạt vi phạm. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, một cuộc kiểm toán nội bộ tại cơ quan này đã phát hiện các vi phạm tài chính trong 4 tháng qua trị giá 260 triệu đô la Mỹ. Ông cam kết chính quyền sẽ có phản ứng cứng rắn với mọi vụ việc. Ông cũng cảnh báo thông tin về các vụ bắt giữ và cáo buộc hình sự sẽ thường xuyên hơn trong thời gian tới. Ông Umerov hồi đầu tuần tuyên bố, Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để loại khỏi hệ thống những đối tượng vô đạo đức bên trong và bên ngoài tổ chức. Ông cho biết, trong tháng qua, Bộ Quốc phòng đã tiết kiệm được 91 triệu đô la Mỹ khi mua các thiết bị không gây sát thương. Bộ cũng đã làm việc với cơ quan an ninh nhà nước Ukraine SBU để loại bỏ âm mưu tham nhũng trong việc mua số đạn dược trị giá 39 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố, kể từ bây giờ, Bộ Quốc phòng đặt ra quy định hình thành chính sách kiểm soát giá thầu. Quyết định được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken họp với thành viên nội các chiến tranh Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng Benny Gantz. Trước đó, Israel nhiều lần khẳng định chưa thể cho người Palestine quay trở lại phía bắc dải Gaza do còn nhiều khó khăn trên thực địa và chưa có tiến triển gì trong nỗ lực giải cứu con tin. Giới chức Israel cũng ra điều kiện chỉ cho phép dân thường Palestine trở lại nơi ở cũ của họ ở phía bắc dải Gaza nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại. Trong một thông báo, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC kêu gọi bảo vệ tất cả các cơ sở và nhân viên y tế ở dải Gaza theo luật nhân đạo quốc tế, trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra ở vùng lãnh thổ này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 13 trong tổng số 36 bệnh viện ở dải Gaza còn có thể hoạt động cầm chừng, trong đó 9 bệnh viện ở phía Nam và 4 ở phía Bắc của vùng lãnh thổ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi mở thêm các điểm tiếp cận để đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở vùng lãnh thổ ven biển. Đức đã tăng viện trợ nhân đạo lên tổng cộng 211 triệu euro, tương đương 230 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, bà Baerbock cho rằng chỉ thông báo cung cấp viện trợ nhân đạo thôi là chưa đủ, mà điều không kém phần quan trọng là cần phải chuyển được số hàng tới tay những người Palestine ở dải Gaza đang rất cần sự hỗ trợ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức kêu gọi mở thêm nhiều điểm tiếp cận để xe tải không ùn tắc ở biên giới và phải có biện pháp ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ hệ thống y tế ở Gaza có thể sụp đổ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, đây là nhiệm vụ của tất cả cộng đồng quốc tế.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Italy cho biết nước này vẫn cam kết hỗ trợ người Palestine và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, lực lượng nước này và Anh đã bắn hạ 18 thiết bị bay không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chưa có báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào sau vụ việc trên. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cũng ghi nhận hoạt động của thiết bị bay không người lái xảy ra ở địa điểm cách cảng Hodeida của Yemen khoảng 50 hải lý về phía tây. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh thông báo ngày 10 tháng 1 cho biết, lực lượng quốc tế được triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ đang ứng phó trước thông tin về những hoạt động như vậy. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA, trong 3 tuần qua đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan. Thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột ở Sudan hồi tháng 4 năm 2023, gần 500.000 người dân nước này đã sang Nam Sudan. OCHA đang khẩn trương kêu gọi tài trợ bổ sung để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo quá lớn tại các điểm trung chuyển và sắp xếp phương tiện vận chuyển những người mới đến nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại các khu vực này. Theo văn phòng trên, các nguồn hàng và dịch vụ thiết yếu tại những khu vực này hiện chỉ ở mức tối thiểu, trong khi nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng. Theo Đài quan sát khí tượng khu vực Kanazawa, bầu khí quyển hiện vẫn chưa ổn định do ảnh hưởng của các rãnh áp suất và không khí lạnh trên cao, có thể tác động tới độ vững chắc của kết cấu đất ở vùng Noto do tác động tích lũy của các trận động đất trước đó và tuyết tan do mưa gây ra. Hiện có khoảng 30.000 người đang lánh nạn tại các trung tâm sơ tán của chính phủ, trong bối cảnh gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm và COVID-19. Trong khi đó, gần 3.500 người vẫn mắc kẹt trong các cộng đồng bị cô lập do đường xá bị chia cắt sạt lở. Gần 60.000 hộ gia đình không có nước sinh hoạt và hơn 15.000 hộ gia đình không có điện sử dụng. Tính đến trưa ngày 10 tháng 1, số người thiệt mạng liên quan đến thảm họa động đất tại tỉnh Ishikawa đã lên tới 206 người, trong khi vẫn còn 68 người mất tích. Cơ quan chức năng xác nhận thêm 7 trường hợp tử vong, trong đó có 6 người ở thành phố Suzu và 1 người ở thị trấn Noto. Họ không thiệt mạng trong trận động đất mà qua đời do vết thương hoặc tình trạng bệnh lý diễn biến nghiêm trọng hơn vì bị căng thẳng về thể chất và tinh thần sau thảm họa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!